Chiều ngày 8 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 7 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 chủ trì hội nghị. Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ngành địa phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tính đến ngày 15 tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã trồng được hơn 1.150 hecta rừng, đạt trên 38% so với kế hoạch. Trồng được hơn 14 hecta sông Ngọc Linh, đạt trên 2,8% kế hoạch đề ra. Đến nay, các đơn vị chủ rừng đã thực hiện chăm sóc trên 7.400 hecta rừng, khoán bảo vệ rừng gần 139.000 hecta cho các tổ chức cộng đồng và hộ gia đình, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh gần 2.000 hecta triển khai các giải pháp ngăn chặn tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Thời gian qua, các đơn vị địa phương đã thường xuyên giả dạ soát xác định, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó tổ chức trên 760 đợt tuần tra truy quét bảo vệ rừng, phát hiện 28 vụ vi phạm, thiệt hại trên 47 mét khối gỗ và hơn 6 hecta rừng. So với ý, cùng kỳ năm 2023, tình hình vi phạm luật lâm nghiệp tuy giảm nhưng diện tích thiệt hại vẫn xảy ra, tăng 22%. Một số vụ vi phạm xảy ra trên lâm phần của các đơn vị chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình với khối lượng và diện tích lớn đến mức khởi tố vụ án hình sự. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy rừng tại địa bàn các huyện Ngọc Hồi, Tum Rông, Đắc Lây, Đắc Tô và thành phố Con Tum. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đơn vị chủ rừng đã trao đổi thảo luận về những khó khăn thách thức tồn tại trong thời gian qua đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 về trồng rừng, trồng dược liệu và cây phân tán, hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ vi phạm luật lâm nghiệp, chấm dứt tình trạng vi phạm với khối lượng diện tích lớn. Công tác chuẩn bị kiểm kê rừng, ra soát kiểm tra đánh giá lại diện tích rừng phục hồi trên diện tích đất trống được công bố từ năm 2014 đến nay. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, đề nghị trong thời gian tới, các địa phương đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác trồng rừng, trồng dược liệu, trồng cây phân tán và chăm sóc diện tích rừng đã trồng, tổ chức thực hiện điều tra kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo quy định